các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Nỗi ám ảnh mang tên áp xe. Đa số chúng ta khi bị nổi mụn nhọt đều chỉ tập trung điều trị tại chỗ. Tuy nhiên, đôi khi biểu hiện bất thường trên bề mặt da lại liên quan đến một bệnh lý đi kèm hoặc do sang thương ở các vị trí lân cận gây ra. Nếu không được xử trí tận gốc, bệnh tái đi tái lại, diễn tiến phức tạp, gây biến chứng, thậm chí đe dọa tính mạng. Mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, trưởng khoa da liễu, thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận các trường hợp bị biến chứng nghiêm trọng liên quan tới mụn nhọt. Anh PVT, 25 tuổi, ngụ tại Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đến khám vì mọc nhọt rất to tại vùng viền hàm dưới. Khối nhọt này đã vỡ và đang thoát mủ, rỉ dịch. Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó 2 tuần, anh bị đau răng khôn bên trái hàm dưới. Bệnh nhân đã mua thuốc giảm đau uống và thấy tình trạng thuyên giảm. Sau đó vài ngày, anh T bị mọc nhọt như kể trên. Bệnh nhân đã tới cơ sở y tế gần nhà khám và được xử trí tại chỗ bằng cách rạch da cho thoát mủ kèm kháng sinh được uống. Sau 10 ngày, cục nhọt vẫn cứng, sưng và rỉ dịch, gây biến dạng viền gương mặt, khiến bệnh nhân đau nhức khó chịu. Tại thời điểm thăm khám cho anh T, bác sĩ Vân Thanh phát hiện bệnh nhân có một ổ áp xe từ nứu. Trường hợp này, nếu chỉ xử lý tại chỗ và cho kháng sinh đường uống, thì cục nhọt cứ rỉ mủ tái đi tái lại. Hơn nữa, độc lực của vi khuẩn gây áp xe từ nứu răng rất cao, nếu không được can thiệp kịp thời, sẽ làm hoại tử một phần xương hàm dưới. Chưa kể bệnh nhân còn có nguy cơ nhiễm trùng máu, thậm chí đe dọa tính mạng. Tiếp đến là trường hợp của bệnh nhân KV, 20 tuổi, ngụ tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chị V tới khám tại khoa da liễu thẩm mỹ da vì xuất hiện một cục nhọt trong lỗ mũi. Không chỉ thế, bên cánh mũi của bệnh nhân cũng nổi nhọt. Bệnh nhân đã đi khám tai mũi họng ở phòng khám gần nhà và được rạch tháo mũ. Thế nhưng chỉ đỡ được một thời gian, vị trí cục nhọt cũ lại sưng tấy, chứa mũ, rỉ dịch, khiến cuộc sống của chị bị đảo lộn nghiêm trọng. Bên cạnh những cơn đau nhức khiến chị V không thể tham gia các hoạt động thường ngày, bệnh nhân còn bị mặc cảm về thẩm mỹ. Theo bác sĩ Vân Thanh, chỉ những người bị suy giảm miễn dịch, đái tháo đường, tăng huyết áp mới hay bị các tổn thương bề mặt da tái đi tái lại. Tuy nhiên, V lại hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh nền mãn tính. Sau khi chụp X-quang, kết quả ghi nhận chiếc răng cửa của chị V có ổ áp xe ở nứu. Ổ áp xe này đục vào tận xương hàm trên, xuyên qua nền lỗ mũi và rò mũ bên ngoài. Qua đó, bác sĩ Vân Thanh khuyến cáo, nếu thấy trên da xuất hiện nhọt sưng viêm, tái đi tái lại, thì cần đi khám chuyên khoa để được xử trí kịp thời. Trên thực tế, bệnh nhân nổi nhọt ở đầu, mặt, cổ, thường đi khám chuyên khoa ở vị trí bị tổn thương. Thế nhưng, đa phần bệnh nhân chỉ được xử trí triệu chứng, như rạch cho thoát mủ và uống kháng sinh. Nếu cục nhọt đó là lỗ mủ rò ra ngoài, từ một ổ áp xe ở vị trí khác, thì làm như vậy chỉ chữa phần ngọn, không thể giải quyết nguyên căn của bệnh. Ổ áp xe là một tổ chức viêm nhiễm chứa đầy mủ, gồm vi khuẩn và xác bạch cầu, mảnh vụn v.v. do tình trạng nhiễm trùng hoặc ký sinh trùng gây ra. Cách nhận biết trên cơ thể có ổ áp xe là bỗng dưng bị nổi một khối mềm như cục nhọt, da vùng này sưng nề, sờ vào thấy đau. Bệnh nhân có thể bị sốt, mệt mỏi khi khối nhiễm trùng lan rộng. Thậm chí với những ổ áp xe sâu, bệnh nhân còn sốt cao, ớn lạnh, suy kiệt. Đối với ổ áp xe nông ngoài da, bệnh nhân chỉ cần điều trị bằng cách rạch thoát mủ, nhét gạt, uống kháng sinh theo chỉ định là nhọt sẽ tự teo lại. Tuy nhiên, với những ổ áp xe sâu dưới da, nếu không can thiệp sớm và đúng cách, có thể tạo ra đường rò, phá hủy một vùng mô sâu rộng, khiến việc điều trị rất khó khăn.